Hello, hôm nay chúng ta sẽ cùng tô da bằng màu nước nhưng với hai cách khác nhau để xem là cái gì nha. Làm gì làm nhưng trước tiên phải có đồ nghề cái đã. Đầu tiên là hộp màu nước. Thấy hộp màu nước dơ là biết uy tín rồi nha. Tiếp theo sẽ là nước và cỏ. Mình sẽ sử dụng hai cây cọ này là hai cây cọ chính nha. Chúng ta sẽ đến với cách làm đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ quét một lớp nước sạch lên trước. Thì tại sao mình phải quét một cái lớp nước này mà không lên màu thì mọi người sẽ biết ngay sau đây thôi. Nên dùng một cây cọ dẹt bản rộng như thế này để quét nước được đều hơn ha. Tiếp theo thì mình sẽ pha màu da. Thông thường thì mình sẽ dùng màu nâu sau đó rồi pha loãng. Có thể thêm một xíu màu đỏ để cho da dẻ nó hồng hào hơn. Chú ý ở lớp màu đầu tiên thì mình sẽ cho nhiều nước để màu thật là loãng và nhạt. Bây giờ thì mình sẽ lên màu luôn đây. Trong khi mà cái bề mặt giấy nó còn ướt thì mình sẽ lên màu luôn nha, chứ không có chờ nó khô. Tại vì nếu chờ khô thì nó không còn tác dụng gì hết trơn á. Và bây giờ thì các bạn sẽ thấy là màu nó sẽ từ từ loang dần ra do cái bề mặt ở dưới nó đã ẩm sẵn rồi. Như vậy thì mục đích của cách làm này đó là làm cho màu tự loang ra một cách rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng. Khi lên màu đến đâu thì nó sẽ từ từ thấm và loang dần ra giấy. Làm như thế này thì sẽ không thấy được ranh giới giữa các mảng màu với nhau. Và bây giờ mình sẽ từ từ tiếp tục lên màu từng lớp một. Tuy nhiên có một điều là ở những cái lớp màu sau á, thì cái bề mặt giấy ở dưới nó đã khô lại rồi, cho nên là nó không còn loang được nữa. Vì vậy là ở những cái lớp màu này thì mình sẽ tự loang ra bằng cách là khi mình lên một cái lớp màu thì mình sẽ dùng nước, tức là mình thấm một chút xíu nước vào cọ và mình loang cái mảng đó đi, thì màu nó cũng sẽ tự động loang ra một cách tự nhiên. Và cứ như vậy mình sẽ lên tiếp tục cho những cái lớp sau này. Lưu ý là trước khi lên màu lúc nào cũng cần phải xác định đâu là vùng sáng, đâu là vùng tối. Thì phần nào tối mình sẽ làm trước, lên màu trước. Còn những cái vùng sáng thì mình sẽ chừa giấy lại, tính sau đi ha. Đối với màu nước thì mọi người nên thật sự phải cẩn thận, nhẹ nhàng làm từng chút một thôi. Đừng có vội vã hấp tấp nha. Tại vì màu nước mà vội quá là nó hư bài liền. Cái này mình đã rút kinh nghiệm rất là nhiều rồi. Và mình cũng có hay nhắc mọi người trong rất là nhiều những cái video mà dạy vẽ màu nước. Nên là mọi người phải chú ý chỗ này nha. Học vẽ màu nước nó có một cái hay, đó là rèn luyện cho mình một cái tính kiên nhẫn. Thật sự rất là kiên nhẫn mới vẽ được màu nước á mọi người. Tại vì nếu mà bạn nào mà hay bộp chộp nóng tính một chút á mà vẽ màu nước là hư bài liền. Nên là mình nghĩ là ai mà nóng tính á thì nên rèn luyện ha. Tập vẽ màu nước nhiều vô. Hồi trước khi mà mình mới bắt đầu tập vẽ màu nước á, mình cũng hay kiểu rất là nóng lòng vẽ cho xong á, rồi mình cứ vội vã đắp màu thật là nhiều lên. Giấy nó đang còn ướt mà mình cứ vẽ tô lên liên tục á, là lát hồi bài nó hư liền. Và mình không hiểu sao mà lúc đầu mình vẽ giấy nó cứ bị kiểu như là bị bong ra hoài luôn á. Là cứ đắp màu lên, giấy nó ướt rồi cứ đắp màu lên, rồi đến một lúc nào giấy nó cũng ướt hoài, nó sẽ rách và nó bong giấy ra luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình đã bình tĩnh hơn rồi và có kinh nghiệm hơn, cho nên là mình mới khuyên các bạn nè. Đến đây thì mọi người ơi, có thể thấy là cái mảng màu, cái bề mặt nó rất là mịn màng, da dẻ rất là hồng hào và nó căng ha. Nó căng là do những cái chỗ ban đầu mình đã chừa sáng ra. Và khi mà mình chuyển màu á, thì mình cũng sẽ chuyển nó thật là nhẹ nhàng để nó không thấy được cái ranh giới. Mọi người đâu có thấy được cái ranh giới giữa những cái lớp màu đúng không? Thì đây là cái cách làm để giúp cho những cái bạn nào ha mà mình thích vẽ theo kiểu là thật là mềm mại, mịn màng thì có thể áp dụng cái cách này. Kế đó thì mình sẽ lên màu cho phần tóc. Ở đây mình sẽ lên tóc bằng màu đen, mình pha loãng với nước cho nó hơi nhạt nhạt thôi ha. Phần tóc này thì mình sẽ không lên quá kỹ, chỉ khoảng 1-2 lớp thôi.
Rồi, chúng ta đã vừa xong cách lên màu thứ nhất, chúng ta sẽ bước sang cách thứ hai nè. Và đây cũng là cách mà mình thường hay làm. Cùng xem nha. Với cách này thì mình sẽ đi màu lên luôn chứ không có quét một lớp nước như khi nãy ha. Và mình sẽ dùng cây cọ có bảng rộng để đi lớp màu đầu tiên này. Thì với một cái cây cọ bảng rộng như thế này á, thì mình sẽ đi những cái mảng màu nó rất là to, rộng nè và dứt khoát nữa. Mình cũng sẽ không dùng nước để loang màu, để làm cho cái lớp màu nó được loang ra tự nhiên như khi nãy đâu. Mình sẽ để cho nó có hẳn một vệt cọ và nhìn thấy rất là rõ ràng luôn. Khi mình lên màu đến đâu thì cái mảng màu nó sẽ y nguyên ở chỗ đó và mình cũng không có dùng nước hay là dùng bất cứ cái màu gì để mà mình loang nó ra. Cho nên là mọi người sẽ thấy là những cái mảng này nó rất là rõ ràng luôn. Có thể nói thì cách làm này nó khác hẳn cái cách vừa rồi luôn. Cách vừa rồi á, thì mình sẽ làm cho cái mảng màu nó thật là nhẹ nhàng nè, nó mịn màng. Nhưng với cách này thì không nha. Mình sẽ làm cho nó thành những cái mảng. Tức là mình sẽ tạo ra những cái đường, những cái miếng, những cái vệt cọ mà nhìn thấy rõ luôn. Và có thể thấy là những cái lớp màu sau thì mình sẽ chồng cái mảng này lên mảng kia. Nó sẽ tạo ra một bề mặt mà có nhiều lớp chồng lên nhau. Và mảng nào mình cũng có thể thấy rõ được những cái ranh giới của nó hết. Lên màu theo cách này thì mình nghĩ là cần phải có sự dứt khoát. Mình phải xác định trong đầu là cái phần đó nó tối thì mình sẽ lên một cái mảng màu ở đó nó tối và chỉ một nhát một thôi là nó phải đúng chỗ đó. Cho nên là nếu như mà ban đầu các bạn cảm thấy là mình chưa có tự tin lắm á, thì mình cứ lên màu thật là nhạt thôi. Tại vì sau đó thì mình có thể tăng đậm dần lên những cái lớp sau và mình có thể chỉnh sửa nếu như lỡ mình lên không có đúng vị trí á. Có thể thấy là dù làm cách nào thì tất cả những cái trình tự nó cũng gần giống nhau, có nghĩa là mình sẽ lên màu từ nhạt sang đậm dần ha. Tương tự thì mình sẽ tiếp tục tăng đậm sắc độ của màu lên trong những lớp sau. Mọi người có thể thấy là ở những cái lớp sau này thì mình chồng một cách rất là thoải mái và đè lên những cái mảng màu ở trước đó luôn rồi. Thì màu nước nó có một cái hay là tại vì nó có một tính chất đó là trong. Vì vậy khi mà mình tô lên một cái lớp trên á, thì mình vẫn sẽ thấy những cái lớp màu ở dưới nó ẩn lên. Thì cái phần giao thoa này mình cảm giác là nó rất là đẹp. Đó là một cái hay của màu nước và nó khác biệt với những cái loại màu khác. Và các bạn để ý nếu như mà chúng ta sử dụng một cái miếng kiến trong ha, và mình đè những cái miếng kiến trong khác màu lên nhau, thì nó sẽ tạo ra một hiệu ứng là nó xuyên màu. Tức là mình nhìn xuyên qua được những cái màu ở dưới và tạo ra một cái hình ảnh ở phía trên là một cái màu khác. Thì đây là một cái mà mình rất là thích ở màu nước. Và cái cách làm này nó làm cho mình thấy là nó hấp dẫn, nó thú vị hơn trong cái bản vẽ của mình. Tại vì mình nhìn vào mình sẽ thấy nó có rất là nhiều mảng, nhiều hình. Đó là cái điều rất là đặc biệt khi mà sử dụng màu nước, mình mới thấy rõ được là cái độ trong của từng lớp màu. Rất là thú vị nha. Cho nên là mình nghĩ là mọi người nên thử. Tất nhiên là nên thử cả hai cách, tại vì thực ra cách nào nó cũng có cái hay riêng của nó hết. Nhưng quan trọng là mình thích cách nào thì mình làm cách đó thôi. Tiếp theo thì mình sẽ lên màu cho phần tóc. Mình cũng sẽ sử dụng một cây cọ bảng rộng và mình sẽ lên tóc theo mảng. Hãy lên màu thật là dứt khoát và tự tin. Lưu ý cho mình một cái, đó là khi mà mình lên màu theo mảng như thế này thì chúng ta có thể lưu ý về thay đổi độ lớn nè, hoặc là sắc độ của những cái mảng màu. Có những cái mảng màu lớn, có những cái mảng thì nhỏ hơn, và hình dạng nó cũng nên thay đổi để nó không có bị đều ha. Ở những lớp sau thì sẽ tăng đậm sắc độ màu lên và chồng lên những lớp màu nhạt ở bên dưới. Như vậy sẽ tạo được một hiệu ứng, đó là chồng nhiều lớp lên nhau. Phần tóc này thì mình cũng chỉ đi khoảng 2-3 lớp thôi ha. Tại vì nó cũng không phải là phần chính. Với lại mình cũng không có đang tập trung tả thực nữa. Nên là mình chỉ lên sơ sơ một vài mảng thôi. Khi xem đến đây thì bạn thích cách lên màu da như thế nào? Và theo bạn thì cách nào là cách dễ áp dụng hơn thì có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Video lần này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Nhớ like và share để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.